Nhà phân phối kết sắt Mạnh Cường xin giới thiệu đến quý vị và các bạn sản phẩm kết sắt K48 điện tử của Việt Tiệp. Sản phẩm có kích thước chiều cao là 48cm ạ, và chiều rộng là 38cm, chiều sâu 38cm. Sau đây tôi xin mở sản phẩm ra. Gia nhập chính thăng tấn 1, 2, 3, 4 thăng ạ. Màn hình hiển thị open, ta xoay chìa khóa sang phải, vặn núm quay, mở két ra. Bên trong sản phẩm là có gì ạ? Một phiếu hướng dẫn sử dụng két bạc của công ty Két Bạc Việt Tiệp. Bên trong là hướng dẫn sử dụng và ổ khóa đổi mã. Sản phẩm được bảo hành 3 năm, 1 đổi 1 nếu lỗi của nhà máy ạ, trong 1 tháng. Đây là một ngăn trên ạ, đây là một đợt, có một đợt ạ. Dưới đây là ngăn phụ, ta có thể để các vật dụng cần thiết ạ. Sản phẩm đây ạ, cánh cửa két gồm có 3 chốt âm ạ, và 3 chốt động bên ngoài này ạ. Còn đây là lùm reset mật khẩu ạ, ta có thể đổi mật khẩu thì ta ấn nút xanh này ạ. Ta quay ra màn hình bên ngoài ra nhập. Ví dụ là tôi lấy Q8 đi ạ, 1, 2, 3, 4 ạ. Ta kết thúc bằng chính thang. Rồi đó đi ạ. Khi màn hình ta mở đây ạ, ấn chính thang ạ, 1 số 8, 2, 3, 4 số 8 đây ạ. Ta nhập chính thang open này. Đó, đổi mật khẩu thành công ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công ạ.